Phần Lan. Dương của ta đây. Chuyện gì xảy ra? Bà chị coi, từ văn mặt mũi nó thiệt là thông minh và sáng láng. Sau này con Đào Yên lớn lên, tôi gả nó cho Từ Văn, chị chịu không? Ấy chà, ông anh nói thiệt. Tôi nói thiệt. Trời, tôi chỉ sợ là ông anh chê gia cảnh nhà tôi thanh bần nên không chịu. Chứ nói gì nói, nhà tôi mà cưới được Đào Yên về làm dâu là phúc lắm. Sự trục nhãn tiền quá, lão Tùng đầu thượng lai. Chàng đang bị bệnh, tại sao không nghỉ ngơi chứ? Thiệt, em chưa thấy ai ham học như chàng vậy đó. Ta không sao đâu, mẹ đừng lo quá mà. Đào Yên à, càng ngày ta càng thấy lời nhận xét của cha con năm xưa là đúng. Giá mà con không phải là phận nữ nhi á, thì đường pha bản của con á, chắc không hề thua kém. Lần đầu tiên ta gặp được một người đẹp như vậy á. Không có ai đẹp đâu, đẹp vậy hả? Lạc tiên bán rau. Đúng là đẹp thiệt. Mày nhắm mắt lại để này chủ động nha. Mấy người này không ăn mà ngồi đây làm chi vậy cậu? Ây da, mày thiệt, mày chân ngắn đi lúc nào cũng chậm hơn người ta. Mày có biết là người ta xỉa răng hết rồi tao mới được ăn không? Ôi dạ, hôm nay con đem một cái món mà con biết là cậu thích nè. Vậy hả? Dạ. Món gì? Cá gành. Ây da, dặn bao nhiêu lần là ghét nhất ăn cá phải không? Trời, cá gành nó là cánh gà. Thông minh, ta thích ăn món này nha. Có cái đùi gà nè, tặng cho bạn luôn nè. Ủa cậu ơi, cậu hình như là cái nàng tiên đòn gánh của cậu rồi cậu. Mày nói ai? Thì cái nàng tiên mà cậu thích á, phan cậu một cái nguyên đòn gánh què giò đó. Đúng rồi, đúng rồi. Trước sau cũng gặp nhau à, quan gia ngõ hẹp mà. Cái quan gia ngõ hẹp là ta chỉ hai người đối thủ mà gặp nhau gọi là quan gia ngõ hẹp. Cái này gọi là thiên nhiên tiền định. Thích câu này nè. Mình nói ai? Là nàng Đạo Yên xinh đẹp đó hả? Đúng không? Ê ê ê, Quỳnh biết cổ hả? Biết sao không? Cổ tên là Đạo Yên. Đúng rồi. Vậy cổ tới đây làm gì ta? Thì là vợ chưa cưới của Từ Văn đó mà. Gì? Vợ chưa cưới của Từ Văn hả? Vừa xinh đẹp vừa đảm đang, nổi tiếng làng Phước Thổ. Bộ hai Quỳnh không biết sao? Không. Từ Văn à? Là thằng đó hả cậu? Thằng nghèo kiết xác. Đúng rồi. Đó đó. Nghèo. Nó nghèo nhưng mà nó học giỏi, tương lai nó sáng lạn. Cậu đi. Ta giàu nhưng mà được cái học vốn. Giàu nhưng mà được cái đẹp trai. Bà không nói chuyện với Quỳnh nữa, đi vô khác đi. Không nói thì thôi. Tặng luôn đùi gà. Cậu, để con. Ừ. Bộ tới phiền mày à? Cầm cái quạt cho nó quay cậu. Chàng đó nha, đến việc ăn uống mà con không biết tự chăm sóc cho mình nữa, mà lát về trễ đói bụng sao chịu nổi chứ. Anh không muốn làm phiền em mãi được. Ê, còn nói vậy là em giận đó nha. Đây là bổn phận của em mà. Chàng ăn đi.
chắc là đói bụng lắm rồi đúng không? Không cần phải nói, con đồng cảm với cậu. Con nhìn mà con còn tức nữa mà. Cậu cứ yên tâm, vô học đi. Chút á, con gặp con nhỏ này cũng đón đường, con đập cho nó một trận què giò, trả thù cho con giò què của cậu. Đúng không? Đúng. Dạ. Đập cái đầu mày đó. Hả? Đâu, đâu. Đi. Cờ Nguyễn Văn Phi. Dạ thưa thầy có. Bài làm của con á ở mức trung bình mà thôi. Con phải thêm nhiều điểm tích vô thì bài sẽ thuyết phục hơn. Dạ con cảm ơn. Con ngồi xuống đi. Lâm Chí Vân. Dạ thưa thầy, có con ạ. Nét chữ của con á càng ngày càng tệ, như cua bò, đọc không ra. Con về con gò cái nét chữ của con lại rồi ngày mai nộp cho thầy. Nét chữ là người, mà nét chữ không ra gì thì người làm sao thành danh được. Trần Khanh. Bài làm của con kỳ này có khá hơn lần trước đó. Nhưng có điều nó dông dài quá, nó không bật được ý của mình. Con phải ráng sắc gọn ý lại thì như vậy bài giảng sẽ xúc tích hơn. Con ngồi xuống đi. Từ Văn. Dạ thưa thầy, có. Qua cái bài đọc của con thì rất tự hào về con. Thì tin tưởng rằng với ý văn sắc bén và khí phách như vậy, sau này con sẽ là người tạo nên sự nghiệp lớn đó. Dạ, tất cả là nhờ công ơn của thầy dạy bảo à. Không phải của thầy đâu. Các con nên lấy gương của Từ Văn mà noi theo. Một người vừa có tài, vừa có đức, như vậy sẽ là một người hữu ích cho cuộc sống ngày sau. Thầy nghĩ rằng bản vàng sẽ đề tên Từ Văn không uổng công mười mấy năm rèn sách. Con cố gắng lên nha. Thầy kỳ vọng với con rất nhiều. Dạ, con cảm ơn thầy. Chúc mừng Từ Văn. Chúc mừng. Ê, ê, ê. Cảm ơn. Chúc mừng cái gì? Con ta nữa chị. Chú Phát. Dạ. Con. Bài con hay quá phải không thầy? Con nói thiệt lòng cho thầy biết nha. Bài văn này con tự làm phải không? Dạ. Thì dĩ nhiên là con tự làm, không con làm ai làm nữa. Ủa mà sao tự nhiên thầy hỏi kỳ vậy? Thầy hỏi lại con một lần nữa nè. Con có đọc kỹ cái đề bài chưa? Con đọc kỹ lắm rồi, con nghiên cứu, con dắt óc, con suy nghĩ. Bởi vậy mới làm được chứ. Tại sao con làm hai câu đầu mà bỏ ba câu sau là sao? Cái lão già chết này. Dạ, con mới vừa nói gì vậy? Không. Ý của con là con suy nghĩ. Có suy nghĩ ba câu đó nhưng mà tại vì suy nghĩ nhiều quá cái quên ghi vô. Hai câu đầu á con làm rất là hay đó. Dạ con biết mà, thì dĩ nhiên hai câu đầu con phải hay rồi. Con viết thì thầy chưa có nói hết, nhưng hai câu hay này á lại giống như ý của Từ Văn. Chu Phát, con giải thích làm sao về chuyện này? Không thể nào, bài của con làm sao giống hệt tên này được. Vô lý. Ta cũng thấy rất là vô lý. Từ Văn này, con nghĩ sao về chuyện này? Dạ thưa thầy, nãy giờ con cũng chút ngạc nhiên, nhưng mà giờ thì con đã hiểu rồi à. Nè, đừng có nhận xàm nhận bậy nha. Không biết gì thì đừng có nói bậy nha. Từ Văn, thầy muốn nghe ý kiến của con. Dạ thưa thầy, bởi vì bài thi của Chu Phát chỉ có hai câu, cho nên con sực nhớ ra. Con xin hỏi là ở góc phải của tờ giấy bài làm có ba giọt mực. Giọt mực thứ hai và thứ ba
nó hơi dính lại với nhau và rơi đúng vào chữ Thái. Chú Phát, vì sao trong bài làm của con cũng có ba giọt mực như lời của Từ Văn nói? Con giải thích chuyện này ra sao? Ồ, cái gì mà ông? Để người ta giải thích. Thì do cây bút của con hư. Hư bút, bởi vậy mới dính mực. Con có nhớ giọt mực thứ nhất rơi trúng chữ nào hay không? Thì hồi nãy nói chuyện gì? Con không thể nào con nhớ được. Tại vì con làm bài nhanh quá, cho nên là không thể nào nhớ được đâu. Tao hỏi con nè Tường Văn, tại sao con biết rất rõ vị trí của giọt mực vậy? Và vì sao hai câu đầu trong bài thi của con và Chu Phát lại giống hệt với nhau vậy? Dạ thưa thầy, thật là đơn giản, bởi vì đó là bài thi hỏng của con. Lúc đó con đã dò lại rồi quăng đi, nhưng không hiểu sao Chu Phát đã lượm lại được. Người nói láo. Ta không bao giờ lượm cái bài thi của ngươi, mà bài của ta không bao giờ giống được ngươi, bởi vì đơn giản là Tiểu Đồng đã ném. Không, ngươi đừng có nhận thằng bậy. Dạ thưa thầy, hồi nãy em có nhận cái này. Chùa Phan, con đã không thay đổi tánh xấu đi sao? Lần trước con đã một lần gian lận trong thi cử, thầy đã tha tội cho con rồi. Lần này vẫn bẩn đào chật nấy là sao vậy? Oan ức cho con quá. Là tên này, tên này đã vu oan cho con, chảy mực lên bài thi của con, cho nên mới vậy đó thầy. Thật là không biết phải trái. Chữ của Từ Văn thì như rồng bay phượng múa, còn chữ của Chu Phát thì như gà mới vậy đó. Nhà ngươi xuất thân là con nhà quan, mà không biết tu tâm dưỡng tánh, lo học hành, thì sau này chỉ có nước phá gia chi tử mà thôi. Mẹ cái ông già kìa, tôi nhịn ông nhiều nha. Ngồi xuống, tao chưa nói xong mà. Ngồi xuống. Nè, bổn thiếu gia này cần học cái trường này hả? Không có trường này dạy, tôi học trường khác. Còn mấy đứa nữa, dân nhà quê mày đặt dạy đời ai hả? Tao thử tao cho đốt cái trường này coi tụi bay học ở đâu. Thử coi. Ê, làm gì vậy? Ê, Tiểu Đồng, Tiểu Đồng. Tiểu Đồng đây, gì vậy? Mày làm cái gì vậy? Ăn hiếp cậu gì vậy? Làm gì vậy? Màu tím, màu xanh, màu xám nữa. Trời số trường đi màu không vậy? Nè, mày hả mày? Từ Văn hả mày? Mặt cá màu ruốc mà thấy ghét rồi. Tao mà gặp mày đâu hả? Tao quýnh cho mày văn hết từ ngữ luôn á. Học hả? Về cậu ơi, lẹ đây nó quýnh mày nè. Thôi, các trò, trở vào đây với thầy. Hãy để cho tên ngủ ngược nó đi đi. Công nhận cái trà này ngon thiệt nha bà. Ngon thiệt á ông? Vậy thì ông uống nhiều nhiều đi ông ha. Cha mẹ, con nghỉ học luôn. Nè con, ngồi xuống đây. Trời ơi, Hiền Nhi. Thì mẹ đã nói rồi, cái chân của con á té còn đau thì cứ nghỉ đỡ vài hôm đi ha con ha. Ý của con là con nghỉ học luôn, không có tới trường nữa. Trời ơi. Ủa sao vậy? Sắp tới ngày thi rồi nghe con. Nghỉ dưỡng vậy? Tự nhiên rồi dở chứng vậy là sao? Con nghỉ dưỡng thôi mà, phải đi học. Không, cha biết không, ở trường á thầy đồ thì thiên vị, bạn bè đồng môn á thì hùa nhau chọc phá con, nhất là cái thằng Từ Văn á. Ủa, cái thằng Từ Văn là thằng nào mà có chuyện vậy sao? Đây là thầy đồ tốt nhất mà ta gửi gắm con, làm gì có chuyện này được. Con, thôi ráng đi nghe con, còn mấy tháng nữa là thi rồi. Rồi sau đó đó, cái cha mẹ đưa cho con lên trên kinh thành á, con thi cử rồi cái con ở trên đó rồi con chơi cho nó đã luôn. Con là con ở trên kinh thành luôn, con không có về quê nữa đâu. Muốn vậy phải học hành cho đàng hoàng nha con. Có học gì thì mới ở lại kinh thành được có con. Ồ. Dạ,
Vậy cha chuyển trường cho con. Ơ con, trường này là trường thứ 10 rồi, chuyển trong vòng 2 năm, giờ biết chuyển đâu nữa con? 12 lần rồi chứ không phải 10 lần đâu. Ủa, sao tôi nhớ có 10 mà ông tính sao 12 vậy? Bữa tôi lén chuyển mà không có nói cho bà. Ôi thì ra ông cưng con còn hơn tôi nữa. Cha, cha là người vừa tài giỏi vừa thông minh mà lại còn đẹp trai nữa. Bởi vậy cha lo cho con đường vụ này đúng không cha? Mà con nói thiệt, con cứ ở lại cái trường đó học á là bạn bè cười con thúi mặt luôn á. Nhất là cái thằng Từ Văn, nó hay đầu têu để chọc phá con á. Thằng Từ Văn là thằng nào mà tại sao nó dám to gan với con mình vậy chứ ông? Mẹ ơi, cái thằng Từ Văn là cái thằng nghèo kiết xác, đã vậy còn hay thích sửa lưng con, nó còn đâm sau lưng con nữa mà. Ông như vậy là không có được, ông phải tính làm sao cho con đi chứ. Thôi sao bà hay binh con quá, ai đụng tới con chết với cha đó. Cảm ơn cha. Con cưng của mẹ. Dạ bẩm quan, đã bắt được tên Lý Bình rồi. Hay quá, lấy cung hắn chưa? Dạ rồi, nhưng hắn vẫn không nói, cứ khăng khăng là không biết gì hết. Thưa quan, hãy dùng nhục hình. Dạ thưa quan, làm đủ mọi cách, nó chết lên chết xuống vẫn không chịu nhận, nhất quyết không khai ra đồng án của mình. Vô lý, kẻ phản nghịch làm sao làm một mình được, làm sao ta ăn nói với quan trên đây. À, nghe nói hắn là nông dân không biết chữ đúng không? Dạ đúng rồi thưa quan, chính vì vậy á mà nó không chịu nhận bài dè phản nghịch là của nó. Nó chỉ nói là nghe tụi trẻ con hát lại thôi, mà nó còn khóc lóc ỉ ôi, một hai đòi xin về quê để phụng dưỡng mẹ già, thảm lắm quan à. Nhất định là phải có kẻ phản nghịch khởi xướng sau lưng hắn, phải tra khảo hắn, không có cũng phải khai cho có, không ta bắt thế vô đó, đồ vô dụng. Dạ xin tuân lệnh quan. Cha, vụ này là sao hả cha? Lệnh của phủ trên đưa xuống cho là bài dè phản nghịch nhạo báng thiên tử từ cái huyện này lan truyền qua những huyện khác, và ra lệnh cho ta phải bắt cho được thủ phạm trong vòng tuần này. Lính đã bắt được Lý Bình đang đọc to cái bài dè này tại chợ, mà hắn vẫn khăng khăng không nhận mình là người đầu tiêu. Ông ơi, có khi nào quan cho nó không ông? Nó đâu có biết chữ thì làm sao mà nó viết bài dè? Cha, như vậy có nghĩa là phải là một người biết chữ thì mới đầu têu được vụ này đúng không cha? Ít ra là phải như vậy. Thủ phạm của vụ này phải là một người rành chữ nghĩa, bất mãn với triều đình mới là kẻ phản nghịch. À, con đã biết được đứa nào vừa hay chữ vừa ngạo mạn rồi. Ủa, vậy là kẻ nào vậy con? Cha, có phải là cha mẹ nói kẻ nào đụng tới con là phải chết không? Ừ, chính xác. Vậy thì con đã tìm ra được kẻ phản nghịch rồi. Ta đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Quỳ xuống, vô bắt Từ Văn cho ta. Thằng kia, dạ. Ở đây ai là quan cho mày lộng quyền vậy? Dạ dạ cậu. Hả? Dạ ông. Dạ ông. Rút xác hết chỗ này cho ta. Kìa, có chuyện gì vậy? Bắt đi nó. Bắt lấy nó. Bắt nó. Mấy người làm gì vậy? Tại sao lại bắt tôi chứ? Mày thả mày, tao đã nói là quýnh mày rồi. Mày là tên phản tặc, thằng này khai ra rồi mày. Tôi không biết người này. Các người lấy bằng cớ gì bắt tôi chứ? Kìa, chú Phát, Minh cũng có mặt ở đây à? Nói gì một tiếng giúp tôi đi. Dạ bẩm quan, có lục rửa trong nhà thằng này một bài thơ phản nghịch. Để đọc cho quan nghe. Dạ thưa quan, con không biết chữ. Dạ đây. Chính ngươi đã làm ra bài dè phản quốc này. Mày âm mưu lật đổ triều đình. Triều đình?
không có chuyện đó được. Các người vu khống cho tôi trắng trợn, không phải của tôi. Nghe nè, con tôi có tội gì mà bắt con tôi chứ? Làm thơ phản quốc mà không có tội à? Trọng tội. Bắt nó, bắt nó. Không, không có bắt con tôi. Con tôi không có tội gì hết. Từ mẫu, xin hãy bình tĩnh đi. Chắc là có hiểu lầm chi đây. Từ Văn không bị chi hết đó. Đào Yên à, đây là một âm mưu. Anh bị quan, chứng cứ tụi nó ngụy tạo. Tên này khai mang, anh không biết tên này. Anh vô tội, em tin anh, em sẽ kêu quan cho anh. Con Nha đầu này là ai? Đây là vợ chưa cưới của tôi. Chê. Tránh qua một bên để ta giải hắn đi. Cảnh ra. Không, không, không đi đâu hết. Không có đi đâu hết. Nghe đừng có nhận vu nhận thàm nha. Cái tội này là trọng tội, là chu di tam tộc là chết đó, nghe chưa? Đừng có là vợ con gì ở đây hết á. Bắt hắn đi. Bắt hắn. Không, không, người không, 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 mẹ, Đào Yên à. Mẹ, Đào Yên. Con, Đào Yên. Con ơi, con ơi. Nghe rồi mày đã không giỏi hả? Lê. Con. Đào Yên. Con ơi. Đào Mẫu. Con Đào Mẫu. Lại cho tôi. Con ơi. Đào Mẫu. Con. Đào Yên. Từ mẫu, từ mẫu, từ mẫu, từ mẫu, từ mẫu. Cậu ơi, cậu phải công nhận là cậu tính toán như thần đó nghe. Cậu mày một khi đã tính thì không có ai qua. Dạ. Mà mày có nhớ cái mặt thằng Từ Văn lúc đó không? Dạ nhớ. Nó thảm dễ sợ. Nó thảm còn hơn mà lúc cậu bị ăn đòn gánh nữa. Cậu quánh một cái bây giờ. Chồng ta. Không có đâu, ý con nói là cậu tính toán như thần, phải trả thù như vậy mới là hay. Con nghĩ cái kỳ này á, cho nó ở trong ngục rụt xương luôn. Ừ, cho nó chết luôn. Mà ta nghe cha ta nói á, sắp tới giải hắn lên tri phủ, còn nhiều khi á còn giải hắn lên tận kinh thành để trảm đầu đó. Trảm là đúng rồi cậu. Trời ơi, làm cái bài dè mà phản nghịch đó là tội phản quốc mà. Đúng rồi, tru di tam tộc luôn. Cho nó cũ tộc luôn mà. Lo đâu ra nhiều cái gì cậu. Đừng nói cậu nghe nè, thằng Từ Văn kỳ này ở trong ngục rụt xương luôn. Cậu ngoài này tha hồ mà ăn rau nghe. Thế mà thôi mày. Dạ. Con nha đầu đó bây giờ nhìn ta còn hơn dữ dữ nữa. Cậu ơi, cậu yên tâm đi. Cậu có tiền có quyền. Trời ơi, sinh sát nằm trong lòng bàn tay của cậu mà. Đúng rồi. Bởi vì ta nói á, là không chừng là sắp tới còn lại gặp trước mặt ta quỳ lại văn sinh đó. Vậy bây giờ mình phải làm sao cậu? Thì bây giờ đơn giản thôi, mình phải bắn tin cho cô ta biết là chỉ có Chu Phát này đây mới có khả năng giải quyết được cái vụ này. Đâu có vậy, cái chuyện đó cậu để con lo nha. Rồi. Từ Mẫu à, Từ Mẫu, con xin người hãy bớt lo buồn, ráng uống chén thuốc này đi, rồi ngày mai sẽ khỏi liền mà. Có tin tức gì của Từ Văn không cô? Vẫn chưa. Đã tròn hơn một con trăng rồi mà sao không cho chúng ta gặp nó chứ? Con năm lần bảy lượt lên quyền đường thì bị đuổi về. Họ nói là giờ bắt thêm đồng đảng rồi xử một lần. Trời ơi, còn gì là con tôi. Từ Văn chưa kịp minh oan thì mẹ đã mất rồi con ơi. Từ Mẫu à, con đã gửi đơn kiện lên quan phủ rồi. Nếu quan phủ không xét xử thì con sẽ quyết lên kinh thành. Đích thân con sẽ kêu quan đi gặp mặt hoàng thượng. Từ Văn vô tội, trời Phật sẽ phù hộ cho anh ấy mà.
chúng ta, thân cô, thế cô, làm sao mà gặp được hoàng thượng? Từ Mẫu à, Từ Mẫu yên tâm đi, con có cách mà. Chỉ cần Từ Mẫu khỏe mạnh lại thì con sẽ yên tâm đi liền mà. Từ Mẫu phải khỏe mạnh lại thì Từ Văn về sẽ vui lên liền chứ. Ta rất mệt ở trong người, ta không có sống nổi để mà chờ con ta về. Con xin Từ Mẫu đừng có nói như vậy, Từ Văn sẽ sớm về rồi mà. Đào Yên con à, con nghe. Mặc dầu chưa có chính thức làm lễ tơ ông, nhưng từ lâu ta đã xem con như là dâu ở trong nhà. Ta thương con còn hơn con ruột. Con biết mà. Con xin Từ Mẫu nghỉ ngơi đi, Từ Mẫu đừng có nói nữa. Con, hãy gọi ta tiếng mẹ đi, để cho ta được yên lòng. Mẹ, từ lâu trong lòng con, mẹ chẳng khác nào mẹ ruột. Mẹ biết sức lực của mẹ đã tàn, mà không có Từ Văn ở bên cạnh, cũng may có con, cũng đỡ tủi thân. Số phận đã vậy, cũng ráng mà vượt qua nha con. Con hãy đi xa nơi này, tìm cách cứu Từ Văn, và cũng để tự giữ mình. Con ở đây giữ bầy lang sói, mẹ không yên tâm. Mẹ, đây là con sợ mà. Hay là con đưa mẹ ra đi cùng nha. Nha mẹ, mẹ đi cùng con với mẹ. Con, mẹ ơi, mẹ thương hai con. Đừng quyến luyến mẹ, mà mẹ không yên lòng nhắm mắt. Con, mẹ ơi đừng mà, đừng ở lại đi, ở lại với tụi con đi mẹ ơi. Cố lên nha con. Mẹ, cố lên. Chú Phát, vì sao trong bài làm của con cũng có ba giọt mực như lời của Từ Văn nói? Con giải thích chuyện này ra sao? Ồ, cái gì mà không? Để người ta giải thích. Thì do cây bút của con hư. Hư bút, bởi vì mới dính mực. Con có nhớ giọt mực thứ nhất rơi trúng chữ nào? Thằng Từ Văn là thằng nào mà tại sao nó dám to gan với con mình vậy chứ ông? Mẹ ơi, cái thằng Từ Văn là cái thằng nghèo kiết xác, đã vậy còn hay thích sửa lưng con, nó còn đâm sau lưng con nữa mẹ. Ông, như vậy là không có được, ông phải tính làm sao cho con đi chứ. Ôi, sao bà hay binh con quá à. Ai đụng với con chết với cha đó. Bắt anh đi, bắt anh. Không, bắt Văn rồi. Mẹ, Đào Yên à, mẹ, Đào Yên. Từ Văn ơi, nghe mà mày đặt không giỏi hả? Thả ta ra, ta muốn gặp mẹ ta. Mẹ ơi, con hứa với mẹ, nhất định ngày con về, con sẽ cùng Từ Văn đến đây làm lễ lại tạ mẹ.
Mẹ con bà muốn làm gì làm đi. Rồi được rồi, để tôi lo. Con thương mẹ. Mẹ thương con. Thảo Dân xin ra mắt hoàng thượng. Ngươi là Từ Văn đây sao? Bẩm hoàng thượng, y nói láo đó, y không phải là Từ Văn đâu.